Dương Trần xin chào buổi sáng nha, good morning cả nhà nha. How are you today? Today Saturday. Ở ngoài phép cô, ở ngoài cô buồn quá vậy. Nên vì con buổi sáng rồi chứ nghe có gió thì xui mà đi sần có xui nha. Cảm ơn anh Long Ẩn nha, xin chào cả nhà nha, giúp bạn.